an trụ trong hết thảy pháp công đức. Hai từ an trụ này rất quan trọng. Trong tâm thật có, thật sự có cái gì? Chính là có hết thảy pháp công đức. Hoặc là nói, chúng ta đem tâm của mình an trụ nơi hết thảy pháp công đức. Hết thảy pháp công đức là gì? Vô lượng công đức trên quả địa của Như Lai là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm. Chân tâm vốn sẵn có vô lượng công đức. Trong bộ kinh này, pháp môn này, có vô tận công đức Phật quả, chính là chỉ cho đức hiệu của A-di-đà Phật. Danh hiệu này là vô tận công đức Phật quả. Cho nên người niệm Phật có được vô tận công đức Phật quả hay không? Cái này chưa chắc. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có an trụ. Mấu chốt nằm ở hai chữ an trụ này. Chúng ta niệm Phật, trong tâm vẫn còn tạp niệm, vẫn còn vọng tưởng. Nên không có sự an trụ này. Làm thế nào mới được xem là an trụ? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đây được gọi là an trụ. Danh hiệu A Di Đà Phật đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Câu an trụ nghĩa là bất động, đức thành chẳng thoái, nên bảo là an trụ. Không đức nào chẳng đủ, nên nói là hết thảy. Chúng ta phải mang câu Phật hiệu này an trụ vào trong tâm mình. Niệm niệm không quên, câu Phật hiệu này quả thật đầy đủ hết rồi. Công đức vô lượng vô biên. Phần trước chúng ta đã học qua, Phật hiệu này là thông hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. A Di Đà Phật là tiếng Phạn. Nếu dịch sang ý nghĩa Trung Quốc, A dịch thành vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác, là trí. Hợp lại với nhau thì chính là vô lượng giác, vô lượng trí. Có vị Phật nào không phải vô lượng giác? Có vị Phật nào không phải vô lượng trí đâu? Cho nên đây là tổng danh hiệu của hết thảy chư Phật. Danh hiệu này đã bao hàm trọn vẹn tất cả đức hiệu của hết thảy chư Phật, không sót một ai.
tất cả vô lượng diệu pháp mà hết thảy chư Phật, Như Lai, thuyết ra để độ chúng sanh, đều không lìa cái danh hiệu này. Một câu danh hiệu cũng chứa đựng tất cả kinh giáo được thuyết bởi tất cả chư Phật, Như Lai. Không sót một bộ nào. Cho nên công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Như cứ lấy thế giới cực lạc mà nói, thế giới này hàm chứa công đức. Tham học trong năm kiếp của A-di-đà Phật nơi tất cả cõi nước của chư Phật, rồi kết thành 48 đại nguyện. Danh hiệu này đã chọn đủ tất cả. A-di-đà Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, chứng đắc quả vị cứu cánh, đầy đủ công đức vô lượng vô biên cũng ở ngay trong danh hiệu này. Cho nên công đức chấp trì danh hiệu cũng không thể nghĩ bàn. Bạn chấp trì danh hiệu sẽ được hết thảy chư Phật tán thán. Huống hồ Bồ Tát Thiện Long với thiện thần chứ. Chúng ta phải nhận thức được điều này cho thật rõ. Càng rõ ràng, càng minh bạch, bạn mới thật sự để câu danh hiệu này vào trong tâm. Phải biết đây mới là chuyện trọng đại hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Chính như Hải Hiền Lão Hòa Thượng từng nói, lo mà niệm Phật cho tốt, thành Phật là việc lớn, vạn sanh thế giới cực lạc coi như thành Phật rồi. Người niệm Phật chính là thành Phật, những chuyện khác đều là giả. Điều là do A Lại Gia biến hiện ra. Sáu nẻo mười pháp giới mà thôi. Khi ta chuyển tám thức thành tứ chí, thì sáu nẻo mười pháp giới liền biến mất, giống như nằm mơ vậy, nay tỉnh lại rồi. Cảnh giới trong mộng, đến vết tích của nó cũng tìm không thấy. Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Chữ tất cả pháp hữu vi này là ám chỉ cho sáu nẻo luân hồi với mười pháp giới. Hữu vi là có sanh có diệt. Lúc mê thì nó hiện ra, đến khi giác ngộ thì nó liền biến mất. Đây là chân tướng sự thật. Trong Kinh Đại Thừa nói về thật tướng các pháp. Chúng ta đem những thứ hư giả đặt vào trong tâm, đó là tạo nghiệp. Thứ mà nghiệp lực này cảm hiện ra chính là sáu nẻo luân hồi với mười pháp giới. Phẩm hành nguyện
Trong phần trước có nêu, trong khoảng một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu. Ý nói trong một niệm, một niệm này chính là một câu Phật hiệu. Viên thành hạnh nguyện, viên mãn thành tựu mười đại nguyện vương của Phổ Hiền. Công đức của mười đại nguyện vương chính ngay trong câu Phật hiệu này. Nên có thể an trụ trong hết thảy pháp công đức của Như Lai Phật quả. Đây là tổng xưng. Câu Phật hiệu này có thể làm được điều đó. Tuyệt đối không được quên câu Phật hiệu này. Cái này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có am hiểu về Phật hiệu hay không đều chẳng sao. Mấu chốt ở chỗ bạn có tin hay không. Chỉ cần bạn tin, bạn liền có thể đạt được. Chỉ cần bạn phát nguyện cầu sanh, liền có thể thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn. Là cúng dường với cung kính, thì cung kính còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Dùng cái gì để cúng dường vậy? Dùng cung kính mà cúng dường. Dùng y giáo tu hành mà cúng dường. Cung kính là thứ thù thắng nhất trong các sự cúng dường lão sư dạy chúng ta, nhưng chúng ta không có làm theo. Đó là chẳng có cúng dường cũng không cung kính. Cung kính cúng dường chân thật nhất chính là y giáo phụng hành. Ta làm thật. Thật sự vạn duyên buông xả, chẳng lưu luyến gì. Đối với cái thế giới này chẳng có tơ hào lưu luyến. Tình thân cũng không màng đến nữa. Nhất định phải có trí huệ. Nếu như còn vương vấn, đời này ắt không thể vãng sanh. Nếu như không vãng sanh được thì ta cũng đâu giúp gì được cho mọi người. Ta đến thế giới cực lạc rồi, người thân và oan gia trái chủ của ta, ta đều có thể lo được. Vì ta có thần thông, có trí huệ, có đạo lực, ta thật sự có thể giúp được họ, cứu được họ. Thế thì đúng rồi. Bây giờ cứ chấp chặt mãi tình thân, nó sẽ chứng ngại bạn, làm bạn không thể vãng sanh. Như thế đôi bên đều phải chịu khổ, chịu nạn, ai cũng chẳng giúp được ai, sai hết rồi. Cái lý này bạn phải nghĩ cho thông. Nghĩ thông rồi, nhưng tập khí quá nặng vẫn là buông không được thì làm sao? Vậy thì cứ một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu oai thần của A-di-đà Phật gia trì, nhất định có hiệu quả. Phật thì môn chung, hữu cầu tất ứng. Cái này là cầu đúng như lý như pháp, chứ chẳng phải yêu cầu quá đáng gì. Phật sẽ giúp bạn. Khi con người gặp phải đại khổ nạn, họ sẽ giác ngộ. Không gặp đau khổ, gian nan, dễ gì giác ngộ. Thời của chúng tôi gặp phải chiến tranh Trung Nhật với đại thế chiến thế giới lần thứ hai, từ nhỏ đã phải rời bỏ quê nhà, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa. Lúc đó quốc gia cho tập trung nhóm học sinh lưu vong lại với nhau, quốc gia lập trường học, lúc đó gọi là trung học trung lập.
Trung Quốc vào thời đó, quận thì có cấp tiểu học, tỉnh thì đảm đương trung học, quốc gia chịu trách nhiệm đại học. Thời kỳ này là thời kỳ ác liệt, cho nên đặc biệt dựng lên một số trường trung học trung lập. Đến khi kháng chiến thắng lợi thì trường trung học trung lập này cũng bị giải tán hết, giao cho các tỉnh tiến hành thu nhận số học trò lưu vong này. Người nào còn giữ được liên lạc với gia đình thì cho trở về nhà. Lúc trường học bị giải tán, tôi trở về Nam Kinh. Chịu mọi khổ nạn, những cây đắng ngọt bùi của thế gian tôi đều nếm qua cả rồi, biết mùi khổ rồi. Ở nhà khổ mà xuất gia rồi cũng khổ, không nơi nương tựa, không có chỗ dựa. Có khoảng thời gian trước lúc học Phật, tôi được sự giúp đỡ của hàng quán trưởng. Bà đã hộ trì cho tôi suốt 30 năm. Bà cũng chỉ là một người dân bình thường, nhưng thuở còn ở Đại Lục là một gia đình bề thế. Sau này nhà tan cửa nát, bèn chạy qua Đài Loan. Một người bạn của chồng bà mở một tiệm thuốc. Chồng bà ở trong tiệm thuốc này làm công tác đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cũng tức là một nhân viên chào hàng. Đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đều là những người chẳng có bối cảnh gì hết, không có người nâng đỡ trong công việc, cũng không được người có tiền giúp đỡ. Mãi đến lúc già chết, cho nên tôi biết cuộc sống khó khăn, nào dám xây đạo tràng. Đạo tràng dựng lên thì cần đến chi tiêu, điều đó sẽ trở thành một gánh nặng. Không có đạo tràng, một mình tự tại, muốn đi là đi, không có vướng bận, không có nỗi lo về sau. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông có hội đồng sự. Có người quản lý. Đạo tràng bên Úc đã giao cho nhóm người xuất gia của Ngộ Tự Bối, họ tự mình đảm đương, tự mà quản lý lấy. Sau khi đạo tràng xây xong thì giao lại hết cho họ. Đời này hàng quán trưởng giúp tôi thật sự làm được rồi. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, mới có thể chuyên tâm vào nghiên cứu kinh giáo. Nếu như có mấy thứ này quấy nhiễu, bạn muốn học cũng học không thành. Cái này không thể không biết. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Nên biết muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân. Như thập địa trong kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật. Đây là nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy.
chính là biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc nào vậy? Là từ sơ địa cho đến thập địa. Trong 10 cấp bậc này, vĩnh viễn luôn theo sát bên Phật, không rời. Thủy là sơ địa, chung là chỉ cho thập địa. Từ sơ địa, nhị địa, tam địa cho đến thập địa, Bồ Tát thuộc 10 giai đoạn này, không lìa niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, bạn xem thiện xảo phương tiện tu hành, tu đến hàng đăng địa Bồ Tát, nhập vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta hiện giờ theo pháp môn này thật không dễ dàng. Tu 84.000 pháp môn, học vô lượng pháp môn, phải đợi đến khi đăng địa chứng được sơ trụ, các ngài liền niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Thế mới biết duyên chúng ta thù thắng dường nào. Lúc này gặp được, phải nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Nếu như không thành tựu ngay trong đời này, thế thì thiệt là oan uổng quá, quá đáng tiếc. Nghĩ đến việc này, có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao? Trong những chuyện sai lầm thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất. Không có cái nào lớn hơn cái này. Không thể vãng sanh lại làm xấu nẻo luân hồi, đó là bạn tự làm tự chịu. Tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm. Bây giờ chúng sanh khổ quá. Trong lịch sử, trước giờ chưa từng thấy qua người xưa sống khổ sở như người hiện nay vậy. Vì thế Bồ Tát độ sanh nhất định cần phải có phương tiện. Phương là phương pháp, tiền là cách thức thích hợp nhất, thỏa đáng nhất. Đó gọi là phương tiện. Trong đó phương tiện thù thắng nhất chính là dạy người niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người. Mấy người này trong Kinh Đại Thừa đều bảo là người có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên ngày nay có được thân người nghe được Phật Pháp, nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỷ, có thể tin, chịu tiếp nhận. Loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông. Đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A-di-đà Phật, không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa.
một pháp môn, một bộ kinh, một bộ chú giải. Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đủ rồi. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không một ai là không thành tựu. Đừng có vọng niệm. Vọng niệm của chúng ta trên thực tế có quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Bạn nhất định phải biết những ý niệm này đều là ý niệm tạo nên sáu nẻo luân hồi. Vì sao lại có sáu nẻo luân hồi vậy? Chính là có những thứ vọng niệm, tạp niệm này chúng ta ngày ngày đều đang làm. Vậy làm sao mà được chứ? Nếu không buông bỏ thứ này, dẫu cho có được thân người nghe được Phật Pháp cũng chỉ là uổng công. Vì sao? Tức là đời này của bạn chẳng thế nào thành tựu nổi. Tuổi tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí. Cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình. Cứ để thời gian trôi qua luống uổng, đó là cả một sai lầm lớn. Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi. Hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng. Đây mới là chân tướng sự thật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ, phần trước chúng ta có đọc qua rồi. Không một thứ nào bạn có thể mang theo bên mình. Cái gì có thể mang theo vậy? Chính là nghiệp, là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác những nghiệp lực ác nghiệp này. Thiện nghiệp cảm ba đường thiện, ác nghiệp cảm ba đường ác. Bạn nhất định phải giác ngộ ba đường ác không tốt, đừng đi vào đó. Ba đường thiện tốt, nhưng nếu bạn tham chấp vào đó cũng coi như xong rồi. Bạn không biết ba đường ác hay ba đường thiện đều như nhau cả. Nó do đâu mà có? Là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực biến hiện khởi lên tác dụng gì? Chính là để tiêu nghiệp chướng. Ba đường ác là để tiêu nghiệp chướng của ác nghiệp.
Ba đường thiện là để tiêu nghiệp chướng của thiện nghiệp, toàn là nghiệp chướng cả thôi. Nếu bạn thật sự làm rõ ràng, sáng tỏ được chân tướng sự thật này, bạn mới biết thiện nhân hay ác nhân gì đều như nhau cả thôi. Tam thiện đạo với tam ác đạo cũng là giống nhau cả. Điều không phải thật, điều là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Trong cái bất khả đắc này, nếu bạn nhất định cho rằng mình có cái đạt được, vậy thì sẽ mệt chết người thôi. Đó chính gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta hôm nay nghiệp chướng quá nặng. Vì sao vậy? Vì từ sớm đến tối, thời thời khắc khắc đều chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Thân tâm không an, dùng tâm thái đó mà đi niệm Phật, học Phật thì không thể vãng sanh, không thể thành tựu, chỉ là kết duyên cùng với Phật Pháp mà thôi. Những thứ khác thì khỏi bàn đến làm gì nữa. Học Phật, học văn hóa truyền thống Trung Quốc, điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là gì? Cũng tức là bạn cần có đủ điều kiện gì, bạn mới có tư cách học tập. Điều kiện chính là buông bỏ dục vọng, buông bỏ tham sân si mạn nghi, bạn mới có thể học văn hóa truyền thống. Buông bỏ kiến tư phiền não, bạn mới có thể học Phật. Nếu không bỏ những thứ này, nó sẽ chướng ngại bạn. Dẫu cho Phật Bồ Tát có đến dạy cho bạn, bạn cũng chẳng học được thứ gì. Bạn có nghe cũng nghe không hiểu, không nhập nổi vào cảnh giới. Thuở đầu khi tôi mới học Phật, tôi biết sự thù thắng của Phật Pháp. Đó là nhờ có Thầy Phương giới thiệu cho tôi. Sau đó tôi gặp được Chương Gia Đại Sư, tôi bèn thỉnh giáo với lão nhân gia ngài. Tôi nói Phật Pháp tốt, công đức lợi ích của nhà Phật con cũng biết được đôi phần. Vậy trong Phật môn liệu có phương pháp nào có thể giúp con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi đưa ra vấn đề như vậy. Đại sư nhìn tôi, tôi cũng đợi ngài trả lời, nhưng ngài chẳng nói lời nào, chỉ nhìn tôi, nhìn nửa giờ đồng hồ. Tôi cũng nhìn ngài, có cảm giác như đang ở trong thiền đường nhập định vậy. Nửa tiếng sau ngài mới nói ra một chữ: có. Tôi hỏi ngài có cách gì hay không, câu trả lời là có. Tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, đợi được duy nhất một chữ, tinh thần tôi liền phấn chấn hẳn. Lúc đó đại sư ngài lại chẳng nói gì. Lại đợi khoảng 6-7 phút, ngài nói với tôi: nhìn cho thấu, buông cho xuống. 6 chữ như vậy. Tôi nghe được hai câu này, lời nói xem ra rất cạn cợt, nhưng thật ra ý tứ trong đó rất sâu, không thể thể hội hết được.
Nhưng được cái đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh. Tôi lập tức thịnh giáo với Ngài. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Ngài nói với tôi từ bố thí. Vì sao tôi đưa ra vấn đề như vậy? Câu trả lời của Ngài cũng chỉ đơn giản, dễ dàng như thế. Vậy mà phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ. Lý do vì sao? Lúc tôi còn trẻ, tâm khí bao trao. Với cái tâm như thế, chẳng thế nào tiếp nhận giáo hóa. Dẫu có nói với bạn, cũng chỉ như gió thoảng ngoài tai, nghe không lọt. Cho nên, thầy nhìn vào người học trò, nhất định phải để toàn bộ tập khí bao trao của người học trò đều lặng xuống hết. Tâm bình khí hòa mới có thể tiếp nhận lời dạy. Nửa tiếng đồng hồ tập khí bao trao của tôi đã ổn định lại rồi. Tâm định rồi, Ngài mới nói ra một chữ có. Tôi nghe được chữ có này, tinh thần lại nhau lên nữa rồi. Đó là gì? Là bao trao, là sốc nổi. Nhất định phải đợi đến khi sự bao trao này của bạn hạ xuống rồi, Ngài mới nói với bạn. Khó lắm. Thế giới hiện thời muốn tìm một người tâm địa thanh tịnh, chân thành, cung kính, một người cũng tìm không ra. Hãy nói cách khác, tức là đối tượng để thầy có thể nói chuyện không còn nữa rồi. Không phải không muốn nói, mà là không có người nghe. Đó là giáo dục thánh hiền. Nó trái ngược hẳn với giáo dục thông thường ở trường học. Tâm khí bao trao, tiếp nhận giáo dục trong trường thì không thành vấn đề. Nhưng với giáo dục thánh hiền thì không được. Những thứ trong truyền thống Trung Quốc như Nho Thích Đạo thì không được. Những môn này đều cần một cái tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh càng tốt. Còn người thời nay học Phật học cả một đời, rốt cuộc vẫn là cái tâm bao trao y như cũ. Hay nói cách khác, đến một câu của Phật Pháp họ cũng không học được. Chẳng hạn như nói một câu A-di-đà Phật này đi, họ có học được hay không? Không được. Nếu như họ học được một câu Phật hiệu này rồi, họ sẽ khai ngộ, sẽ minh tâm kiến tánh, vạn sanh là chuyện tuyệt đối, nắm chắc trong lòng bàn tay. Y như Hải Hiền, Lão Hòa Thượng vậy. Ngài bảo trợ niệm không chắc ăn, không cần người khác trợ niệm. Nói đi là đi. Cái miếu nhỏ của chùa Phật Lai, Ngài Hải Khánh, Hải Hiền cùng với mẹ của Ngài Hải Hiền đều là ra đi hết sức tự tại. Mẹ của Ngài vãng sanh vào năm bà 86 tuổi, ra đi trước nhất. Trước khi vạn sanh, còn tự mình gói sủi cảo, dặn dò Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lúc đó Ngài Hải Hiền 57 tuổi, bảo Ngài kêu em gái của Ngài cùng với cháu trai cháu gái về hết, cả nhà đoàn viên. Sau khi ăn cơm xong,
Bà ngồi xếp bằng trên ghế, lớn tiếng nói với mọi người: ta đi đây. Thế là đi thật. Bạn xem, tự tài biết bao, nói đi là đi. Lúc đó bởi do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Thái Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật 3 ngày 3 đêm, hồi hướng cho mẹ, rồi dùng một tấm ván mỏng đóng thành một cái quan tài, rồi đem bà an táng. Trong tâm ngài vẫn luôn bất an, lòng luôn thấy có lỗi với mẫu thân. 8 năm sau, khi hoàn cảnh đã khá hơn, ngài liền nghĩ đến chuyện cải táng cho mẫu thân, lập bia mộ. Thế là cho khai quật phần mộ lên. Khi mở quan tài ra, trong quan tài rỗng không, không thấy người. Trong đó chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài, còn người thì chẳng thấy đâu. Trung Quốc thợ trước cũng có ví dụ tương tự, chính là Đạt Ma Tổ Sư. Sau khi chôn cất được vài tháng, có người nói họ ở Tây Vực gặp được Tổ Sư Đạt Ma. Thấy Đạt Ma Tổ Sư một chân đi chân trần, một chân thì mang giày, còn vừa nói vừa cười. Người ta nghe chuyện chẳng thể tin nổi. Đạt Ma đã được chôn cất ở đây rồi. Ngài đã mất được vài tháng rồi, làm gì có chuyện ấy được. Xem chừng khoảng thời gian ấy cũng chính là thời gian chôn cất Đạt Ma Tổ Sư. Mọi người không tin, bèn cho khai quật phần mộ lên coi thử. Khi mở phần mộ ra, quả nhiên không sai. Trong quan tài không có người, chỉ có một chiếc giày, chứng tỏ những gì người đó nói đều là sự thật. Người họ nhìn thấy đúng là Đạt Ma Tổ Sư, một chân mang giày, còn một chân thì đi chân trần. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày, chứng tỏ người đó nói không hề sai. Cho nên mẹ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng có phải là Bồ Tát Tái Lai Du Hí Thần Thông hay không? Phàm phu chúng ta không dám nói bừa. Bởi vậy, chúng ta mới xưng là Tam Thánh Lai Phật Tự. Mẹ của ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Đi rồi còn lưu lại tướng lành như vậy để chúng ta thấy. Cho nên thân cận Phật Đà, là chuyện lớn hàng đầu của đời người. Phước huệ sống tu rất nhanh là thành tựu, làm sao mới có thể thân cận Phật Đà đây? Chỗ này có nói với chúng ta nhất định phải lấy niệm Phật làm nhân, trong tâm thường phải có Phật, trong tâm không bao giờ rời Phật. Thế thì bạn sẽ ngày càng gần Phật,
Phật này không phải Phật thông thường, mà là A-di-đà Phật của thế giới cực lạc. Trước hết bạn cần phải khẳng định một điều, rằng Ngài có thật, không được có mảy may hoài nghi nào. Chúng ta sanh trong thời đại này, đây là thời kỳ thời tiết nhân duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được Thái Hiền Pháp Sư, Ngài biểu pháp cho chúng ta, Ngài thay chúng ta chứng minh rằng Tây Phương Thế Giới Cực Lạc là có thật, A-di-đà Phật có thật. Ngài đã từng nhiều lần gặp mặt A-di-đà Phật. Ngài niệm Phật niệm suốt 92 năm, không hề gián đoạn bao giờ. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Làm việc niệm Phật, sinh hoạt niệm Phật, mà đối người tiếp vật cũng niệm Phật. Phật hiệu không gián đoạn. Trước Ngài Hải Hiền, tôi có thấy qua một người, chính là lão sư của tôi, Ngài Chương Giới Đại Sư. Ngài là trì chú theo lối Kim Cang Trì, tức là bạn nhìn thấy mỗi ngày đang động nhưng không ra tiếng, đó gọi là Kim Cang Trì. Bất luận là ở đâu, bất kể là vào lúc nào, bạn thấy Chương Gia Đại Sư, bạn sẽ thấy mỗi ngày đang động, ngày niệm thầm. Cả đời tôi chỉ thấy qua một người như vậy, chưa từng thấy qua người thứ hai nào. Chúng ta nên học theo. Ngài Hải Hiền cũng là như vậy. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Không niệm Phật thì làm sao thành Phật được? Từ chỗ này liền chân thật thể hội được tin Phật, cái chữ tín này thật là khó, quá khó. Trước đây tôi thọ giới, xuất gia được 2 năm rồi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, việc đầu tiên đương nhiên là đến lạy thầy rồi. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi đến thư viện Từ Quang, thầy đang ở đó. Tôi từ cửa lớn bước vào, thầy nhìn thấy tôi, thầy thấy tôi bèn chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng bảo: "Anh phải tin Phật." Đến khi tôi bước vào trong rồi, thầy bảo: "Anh ngồi xuống đi, anh có hiểu được ý tôi không vậy?" Tôi nói: "Dạ thưa, con không hiểu ạ. Vì nếu tôi không tin Phật thì sao tôi lại đi xuất gia, thì sao chịu đi thọ giới chứ? Tôi đương nhiên tin Phật rồi, anh nói tôi nghe chữ tin này xem." Cho nên tôi có nghi hoặc, thầy liền nói với tôi: "Có những vị hòa thượng đến 80, 90 tuổi rồi, đến lúc lâm chung vẫn chưa tin Phật nữa là..." Nhờ đó tôi mới hiểu được ý của thầy. Trong chữ tín này của chúng tôi mang theo cả sự hoài nghi trong đó. Đó không phải chân tín, không phải tịnh tín. Trong niềm tin này có xen lẫn cả hoài nghi. Có rất nhiều nghi vấn, đây không phải tin. Không tin Phật ác không linh, tin Phật liền linh. Vì sao Hải Hiền lão hòa thượng lại niềm linh thế? Vì Ngài không hoài nghi. Hôm nay chúng ta niềm sao không linh vậy? Vì có hoài nghi.
Hoài nghi sẽ làm nhiễu loạn tính tâm. Cho nên cái tính tâm đó không thuần. Vấn đề chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết Phật không sai, kinh cũng không sai, chỉ do chúng ta học sai rồi. Nhưng bản thân không hay biết. Bạn xem tính, nguyện, hành. Tính thì bản tính bản nghi, còn nguyện thì đâu phải thật nguyện. Muốn vạn sanh nhưng vẫn còn lưu luyến đối với cái thế giới này, lại chẳng nỡ ra đi. Danh văn lợi dưỡng thì buông không xuống nổi, dục vọng vẫn đang ngày càng bành trướng thêm. Chướng ngại này là xuất phát từ mình mà ra, không phải từ bên ngoài. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn chưa thông qua giới định huệ, chưa học qua cái này. Cho nên muốn thành tựu là việc rất khó. Ngày nay nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật, phải vàng duyên buông xả, triệt để buông xả. Cái gì cũng không màng đến nữa, một lòng niệm Phật, lo mà quản, lời ăn tiếng nói của mình cho tốt. Thiền tông hay bảo là tham thoại đầu, lời nói của chúng ta chỉ có một câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối đừng để mất A-di-đà Phật, tranh thủ từng giây từng phút, từng giây từng phút đều là A-di-đà Phật. Tịnh độ tông chúng ta bởi chân thật gọi là tịnh. Hiện tại pháp môn chúng ta tu là tịnh độ tông. Tịnh độ tông chú trọng ở tịnh, còn tâm chúng ta lại không tịnh, không nhập nổi vào tịnh độ, chỉ là hạng hữu danh vô thực, thế thì không thể nào thành tựu được.